Từ kê với sói, cái địa bàn bên khu vực cầu muối hai đằng bay xử lý xong chưa? Mọi thứ đã xử lý xong hết rồi, anh yên tâm đi. Đúng rồi, tụi em đã xử lý gọn gàng sạch sẽ rồi anh ơi. Tụi mày làm tốt lắm. Còn mày heo rừng, mọi chuyện bên mày sao rồi? Bên tao cũng xong rồi, nhưng mà chiều nay chắc tao qua bển kiểm lại một lần nữa cho chắc chắn mày ơi. Cái gì? Cái đó mà mày nói chưa chắc chắn là sao? Cần tao đeo mày không? Thằng heo rừng. Thôi, mình tao đủ rồi, còn gì mày nữa? Ê, tụi kê, đi ra sao giờ đây tao thấy ảnh cứ buồn hoài mày. Thì sao vụ chị với mày mắc đó, tới bây giờ luôn không thẫn thờ như vậy đó. Ủa anh đi ha, anh có sao không vậy? Dạo này không thấy anh vui vẻ vô, nhìn thấy chán lắm á. Thôi đừng quan tâm đến anh. Vụ mấy cái vụ mà hàng đầu bàn nó giao cho mấy đứa như thế nào rồi? Tụi em làm tốt lắm anh ơi. Tao hiểu cảm xúc của mày như thế nào mà, nên là thôi không cần làm gì đâu, cứ để tao lo hết cho. Thì thôi mấy đứa cố gắng nghe lời hàng đầu bàn giùm anh đi, cứ coi nó bỏ qua chuyện cũ hết đi. Tụi dạ, em biết rồi. Tụi em biết rồi. Chuyện đó cũng có lý do mà. Anh yên tâm đi, chuyện cũng không có gì. Băng của tụi mình bây giờ càng ngày càng lớn mạnh rồi đó. Đúng rồi, anh nên vui vì điều đó đi, anh đừng có buồn nữa. Hay chắc là để thời gian trả lời đó. Mà thôi tụi mày ngồi đây đi, anh đi đây. Ủa? Ủa, anh đi đâu vậy? Anh đi đâu vậy? Mới ngồi đây mà. Còn chưa nóng đít nữa. Thôi kệ đi, tao biết Nha đi đâu mà. Anh Nia đi đâu vậy anh Đầu Bạc? Đúng rồi, anh đi đâu vậy? Thì vào ngày này thì Ha nó còn đi đâu được nữa chứ. Chỉ có duy nhất một nơi thôi. Mới đây thôi mà đã 2 năm rồi sao? Mọi chuyện xảy ra nhanh đến như vậy hả? Bà đã giấu tôi mọi chuyện với mi. Đến phút cuối cùng thì... Hả? Long hả? Chứ mi. Thôi được rồi, bây giờ cũng đã chơi xong bài nhạc rồi, đi thôi. Không biết hôm nay tìm được gì. Đi thôi. Hây cha. Úi giời ơi, không biết hôm nay tôi câu đủ 10 con cá không nữa. Hôm nay là KPI là phải 10 con cá đó mấy bạn à. 10 con cá thì có 10 cục kim cương. Đâu đi? Ghê vậy sao? Úi, thì Hà Anh Phát đi đâu vậy? Hôm nay tôi phải đi công việc đó nha. Có cần gì thì kiếm sao đó. Ủa? Đi công việc, đi công việc gì vậy? Hôm nay tổng thống Hi Ha lại giao việc cho tôi đi kiếm thêm Hi Ha khác nữa. Tôi phải coi đi kiếm thử. Hả? Đang định đi kiếm Hi Ha khác đây. Thôi, làm gì làm đi, tôi đi đó nha. Trời ơi, người ta đi bà hỏi gì? Thì tôi có làm gì đâu. Ê, bà nội này bị đặt xấu xạo thứ sự nữa. Thôi kệ đi, mình sẽ câu cá tiếp. Cuối cùng chỉnh xong cổng rồi, đi thôi. Ây da, anh ba đi rồi, mình phải coi da bớ nó là ai mới được đi thôi. Ôi giời ơi, ủa, mình đã tới một vũ trụ nào trong rừng trong rú vậy trời. Ôi, lâu đài, hình như thì Ha nào như mở một vương quốc vậy sao. Oh my god, nhìn xịn sợ thiệt là nha. Wow, đẹp thiệt á. Vũ trụ nào mà Hi Ha với lại Jimmy là hổ mà là còn con nít nữa sao? Trông có vẻ thú vị dữ à nghe. Tại tôi thấy rằng là nếu mà có thêm người này vào Hi Ha Âu thì hơi xịn đó. Hoàng tử nghe nè công chúa. Hai đứa mình bây giờ cỡ ngựa đi săn cái gì đây? Nhưng mà mình còn nhỏ quá không có nên cưỡi ngựa đó công chúa Jimmy hổ trắng à. Được rồi, đến lúc mình tiến lại gần thôi. Hello hai người. Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi xin tự giới thiệu, tôi chính là Hi Ha Alpha. Hi Ha Alpha là ai, có quen biết đâu? Biết người này hả? Không biết, không biết, tự nhiên ở đâu ra chạy vô hụt của tôi. Không biết ngươi, không biết ngươi. Cái
cái gì đây, không quen biết tôi sao? Ừ đúng rồi, tôi là đến từ một vũ trụ khác, sao hai người kia biết được? Ê, người không được lại đây nha. Sao mà hắn ta giống tôi quá vậy? Nhưng mà nhìn cũng đẹp trai đó. Nhìn nó cũng tựa tựa. Tôi là Hi Ha luôn này nè. Quay tư cẩn thận. Ta đóng cổng rồi, lại rồi, ngươi không vô được đâu, tên yêu quái kia. Đúng rồi. Anh yêu quái kia, mặc dù anh đẹp trai thiệt nhưng mà anh hơi giống tôi, mà anh là yêu quái. Trời ơi, tôi đã nói là tôi không phải là yêu quái, tôi tên là Hi Ha Anh Pha mà. Đóng cổng thì thôi, tôi bay vào luôn, sợ vậy chứ. Hello, ở đâu? Quay tới đây, mệt quá, tôi đã nói rồi, tôi không làm gì đâu, tôi là Hi Ha giống như Hi Ha bên kia thôi. Nếu không làm gì thì bây giờ nhảy một cái coi. Nè, trời ơi, tôi không biết nhảy cái này tiếng nào luôn đó. Quái vật nhảy mắc cười thiệt, quái vật yêu quái vui thiệt á. Đúng rồi, đến đây tìm tôi có chuyện gì vậy? À, tôi nói nè, tôi là Hi Ha Alpha ở một vũ trụ nơi đó có rất là nhiều Hi Ha khác luôn. Và giống như cái cậu trai trẻ hổ này nè. Là sao không hiểu? Ở vũ trụ của tôi có rất là nhiều thể loại Hi Ha khác luôn đó, hay lắm. Hả? Vậy anh là Hi Ha con ma, giờ còn Hi Ha gì nữa? Trời ơi, ở nơi đó có Hi Ha bình thường nè, không phải là hổ nè. Có Hi Ha mà bị glitch nè, giờ có Hi Ha mà siêu hung dữ luôn, giờ có Hi Ha mà sát khẩu nè tùm lum luôn. Hi Ha con ma ơi, ở chỗ của anh có zombie à? Ừ đúng rồi, chỗ đó cũng có một chị zombie lớn ơi là lớn luôn, nhưng mà không phải là người hổ, người bình thường. Đây là anh muốn mời tôi qua vũ trụ đó sao? Đúng rồi đó, Hi Ha hổ à. Tôi muốn mời cậu đi qua vũ trụ đó đó. Nhưng mà không được, tôi không muốn qua tí nào đâu. Tôi chỉ muốn ở đây với lại vợ tương lai hổ trắng của tôi thôi. Đúng rồi. Qua bên đó có nhiều điều thú vị lắm á, nhiều điều Hi Ha lắm luôn á, hơi bị xiên. Nhưng mà ở bên bển không có em. Đúng rồi, bên bển không có zombie của em, với lại rằng là em sắp tới trở thành vua rồi. Nơi này là do em cai quản, nếu mà em bỏ đi thì như vậy không được tí nào đâu anh à. Nếu mà hai người không đi vậy thì thôi, tôi đi. Tạm biệt, chúc vũ trụ này phát triển thêm nha. Tạm biệt anh Hi Ha con ma. Ok, tạm biệt. Chào chị zombie bự với mấy anh Hi Ha vũ trụ. Đúng rồi, đúng rồi, tụi em cũng vậy nha. Tôi sẽ nhận lời này, coi tạm biệt hai người nha. Có hiểu thiệt, đi về thôi, qua vũ trụ khác. Đằng kia có một lâu đài gì vậy ta? Lại thêm một lâu đài khác nữa hả? Mình sẽ đi vào đó thử. Cái gì? Ôi vậy? Ai vậy? Cái tên kia! Ngươi là cái quái vật nào mà bay được vậy? Cút khỏi lâu đài của ta! Một Hi Ha rồi mới sao? Manh động vậy trời! Hello! Ai, tránh ra nha! Đây là khu vực của lâu đài sói! Người lại không được đến gần đây. Lâu đài sói có nghĩa rằng là đây là một vũ trụ sói công chúa hoàng tử gì à? Vũ trụ là cái khỉ khô gì chứ? Đây chính là bạn gái tôi, là người sói, là người yêu của tôi, là vợ của tôi đó. Tôi muốn đi xem thử, cậu có thể dẫn tôi đi không? Cút! Đâu ra vậy? Mắc gì tao phải dước một con quái vật vào làng của ta? Ngươi còn bay được nữa đó. Tên kia, bay đây. Ê, bình tĩnh coi nào. Có làm gì thì cũng không làm được tôi đâu, không hả? Ngươi là quái vật phương nào mà tại sao có thể chọi không được? Nói đi, ngươi là con gì? Ta là con người chứ con gì? Thằng này, con người gì mà màu trắng mà còn bay được nữa? Ngươi là con chim à? Hay sao? Ủa là sao không hiểu? Trời ơi, thế giới này mọi người ở đây đều là động vật. Ngươi nói gì vậy? Mình rơi vào thế giới động vật hả trời? Mệt quá cái tên này. Ta chính là Hi Ha Alpha, cũng giống người thôi, nhưng mà ta đến bằng từ cánh cổng không gian sau lưng của ta đó. Hả? Hi Ha Alpha? Có tên của ngươi giống ta vậy? Tại vậy ngươi còn đến bằng cánh cổng kỳ lạ nữa. Thì đương nhiên là giống rồi, ta cũng như ngươi thôi, nhưng mà ở một vũ trụ khác. Wow, không hiểu gì hết trơn. Mà nói chung là tao không phải quái vật, không phải gì hết á. Nếu vậy thì thôi được rồi, vì ngươi cũng giống ta mà cũng là Hi Ha gì đó mà chắc ta cũng không hiểu cho lắm, hơi là quặng xíu đó. Nhưng mà thôi, bây giờ thì đi qua lâu đài của ta chơi thử không? Ta sẽ dẫn ngươi đây. Như vậy sao được, ta cũng muốn đi thử. Đi. Trời ơi, mấy con. Mấy con luôn à? Ủa có chuyện gì vậy Hi Ha?
Ủa có gì vậy, đang chơi vui luôn á. Ủa có chuyện gì vậy? Có gì vậy ba ba? Bên kia có một người gì đó thú vị lắm á, qua bển coi thử đi Jimmy. Người thú vị là sao vậy? Kè, bên kia kè, tôi mới dẫn vậy á, theo tôi. Kè kè kè. Hello hello hello. Này là Jimmy không? Đây chính là Hi Ha mà ở ổng nói là ở một vũ trụ gì á, Jimmy không hiểu đâu. Nhìn khá là giống chồng của tôi. Đây là chồng Hi Ha đúng không? Đúng rồi, tôi chính là Hi Ha Alpha, đến từ một vũ trụ khác. Tôi nó giới thiệu ông này mà ông không hiểu gì hết à. Trời ơi, đúng hoàng luôn. Bây giờ ông giới thiệu thử cho vợ tôi thử coi coi hiểu không. Nói chung là gọi là đa vũ trụ, hiểu không? Ở đây là một vũ trụ nè, vũ trụ khứa này là tay sói hoàng tử vua gì đó không biết. 2000 years later. Hả? Tôi hiểu rồi. Vậy nó cũng giống như là một cái chỗ nào đó, xong rồi nó sẽ sinh sản ra những thằng Hi Ha, xong rồi nó phân bổ ra mọi nơi đúng không? Trời ơi, không có phải như thế. Thôi mà nó cứ bà cứ nghĩ là có rất là nhiều Hi Ha khác nhau ở đa vũ trụ tùm lum đi. Nghĩ là vậy đi. Nhưng mà tôi đến đây là tôi có nhưng một là đề nghị đó. Gia đình của tôi có việc gì? Ê, ông nói có một đề nghị gì kìa. Jimmy ơi. Đúng rồi, một đề nghị siêu hấp dẫn luôn. Nói đi. Tôi nghe đây. Đúng rồi, nói thử xem. Nabi ơi, lấy trà cho khách đi. Thôi, okay, hay là vô bạn ngồi đi. Ok. Đi đây. Đúng rồi, vào đây đi Hi Ha Alpha. Chủ trụ này lễ phép lịch sự dữ vậy. Ok. Ui, nhưng mà lần đầu tiên thấy con luôn đó. Ủa, hai đứa này tên gì vậy? Hai đứa này tên là Misu và Hi Ra. Đúng rồi. Con của tụi tôi đó nghe. Nhưng mà ông nói rằng là mấy vũ trụ kia Hi Ha không có vợ có con à. Đúng rồi, không có vợ có con gì hết á. Nó có gọi là hàng triệu vũ trụ luôn. Nhưng mà chắc là anh chưa có tìm ra đường nào vũ trụ mà có Hi Ha có con đó. Cho vũ trụ này có hàng triệu hả? Thôi được rồi. Mỹ luôn hả? Ông vô thẳng vấn đề chính đi. Vấn đề là gì vậy? Tôi là có việc gì? Không phải tôi đến tìm gia đình của cô đâu, mà là tôi đến gặp Hi Ha thôi à. Hả? Hả? Là sao? Tính gặp tôi rồi, đến gặp tôi có chuyện gì? Hiện tại tôi đang ở một ngôi làng. Rồi sao nữa? Ở trong đó có rất là nhiều Hi Ha luôn. Tất cả Hi Ha đa vũ trụ luôn. Và cái chỗ đó chỉ có mỗi Hi Ha thôi, không có ai khác à. Cái gì? Một vũ trụ mà chỉ có toàn Hi Ha sinh sống hay sao? Như vậy thì mọi người có nhận biết nhau được không vậy? Trời ơi, yên tâm đi. Tôi đã nói với ông rồi, có vũ trụ Hi Ha là cái này, có vũ trụ là cái kia, có vũ trụ Hi Ha là sát thủ tùm lum hết à. Quái vật cũng có nữa. Ở đâu? Quái vật. Cái gì mà lạ dữ vậy trời? Mấy con thấy thú vị không? Đúng rồi, nên là tôi muốn qua đây để mời cậu. Cậu là một vũ trụ sói hả? Tại vì vũ trụ của cái nơi làng đó chưa có sói, nên là tôi muốn mời anh bạn qua làng Hi Ha Âu của tôi. Qua làng Hi Ha Âu sao? Nơi đó là làng Hi Ha Âu, nên là chỉ có Hi Ha thôi. Đúng rồi, hai người này cũng không được đi luôn. Không có khó đâu. Ra là tôi không đi. Ta lại không đi. Nơi đó thì rất vui đó. Với lại ông cũng là một người đặc biệt nữa. Ông đến đó chắc là cái làng mọi người thích lắm á. Biết là như vậy, nhưng mà nơi này tôi có gia đình, tôi có mọi thứ. Tôi đã sinh sống ở đây rất là lâu rồi. Nơi này cũng đang vui vẻ nữa. Có vợ, có con tôi ở đây, sao mà tôi đi được. Nghe cũng hợp lý á. Hả? Mới cho ba ba đi. Thấy chưa? Đúng rồi. Ê, cậu chưa có con, cậu chưa hiểu đâu. Nhưng mà khi có con rồi, tôi chỉ muốn ở bên gia đình mình thôi. Thấy nơi này vui tươi như thế này, tôi cũng không nỡ để ông đi như vậy. Thì một gia đình mất đi một người nữa. Như vậy thì thôi, chúc gia đình này vui vẻ nha. Bye bye. Rất tiếc vì đề nghị của ông, tụi tôi phải từ chối rồi. Không thôi sao đâu. Tôi đã rất nhiều. Gì thì cứ tới tìm gia đình của tụi tôi sẵn sàng giúp đỡ. Ok. Ấy, để tôi về nhà tôi gán xin thử cái người nắm quyền cao nhất để cho gia đình này qua bển tham quan thử một lần coi vui hay không nha. Tôi thích gia đình này á. Nghe cũng được đó. Coi như là một chuyến du lịch cũng vui á. Đây, chú có phần quà đặc biệt đây cho con nè, rồi cho nhóc nữa nè. Cảm ơn chú nha. Hai đứa cảm ơn chú đây, nhanh lên. Cảm ơn chú nha. Được rồi, thôi chú đi đó nha. Cảm biệt gia đình này. Tạm biệt. Họ xịn thiệt, nhưng mà bọn họ không qua làng của mình. Rồi thôi kệ đi, mình sẽ đi tìm vũ trụ khác cũng được. Let's go. Hey, vô thôi. Chuyện này đi công cốc rồi. Mệt thiệt chứ. Họ về nghỉ đi, từ từ đi tiếp. Hey, bà nội Jimmy ơi, bà đi toilet gì lâu vậy? Ủa,
từ từ đã. Ủa tôi chợt nhớ lại nhà tôi làm gì có toilet trời. Ủa Nhâm ơi, bà sủi đâu rồi? Quay. Ủa trời ơi trời.